Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Nga và Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào hạ tầng quan trọng của đối phương. Song cả Moscow và Kiev đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến. Nga kiểm soát thành phố Donetsk ngay từ giai đoạn đầu xung đột. Thành phố này thường xuyên bị tập kích do rất gần chiến tuyến, đây là một trong những lý do Nga tăng cường nguồn lực cho mặt trận miền đông Ukraine, mở rộng quyền kiểm soát ở đây, đẩy lực lượng Kiev ra xa tầm pháo kích vào Donetsk. Vừa qua, theo thị trưởng Ivan Prykhodko, pháo binh Ukraine đã tấn công vào thành phố Golubka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk ngay sau nửa đêm ngày 20 tháng 1. Một trường mẫu giáo và một khách sạn nằm trong số những tòa nhà bị hư hại do vụ tấn công, đồng thời khiến nguồn điện bị gián đoạn. Hai thường dân bị thương tại khách sạn Rodina, nơi dường như đã hứng chịu hậu quả nặng nề của vụ tấn công. Video được Prikhonko đăng tải trên Telegram cho thấy dấu chân đẫm máu và sàn nhà sụp đổ do cuộc tấn công. Thiệt hại cũng được báo cáo đối với trưởng mẫu giáo Teremok, một số khu dân cư trên phố Pushkin và một phòng khám nhà khoa. Khu phố Karatan 245 ở trung tâm thành phố tạm thời bị mất điện. Trong một diễn biến khác, một nguồn tin quân sự Ukraine nói rằng một kho cảng dầu ở thành phố thứ hai của Nga, nằm cách khu vực gần nhất của biên giới Ukraine khoảng 850 km, cũng đã bị nhắm mục tiêu như một phần của giai đoạn mới ở khu vực này Oleksandr Kamyshin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, người giám sát việc sản xuất vũ khí cho biết Chúng tôi đã bắn trúng mục tiêu và nó đã bay đúng 1.250 km Được biết, Kyiv đang cố gắng phát triển và sản xuất máy bay không người lái tấn công có tầm bắn xa hơn nhằm thu hẹp khoảng cách về khả năng tấn công với Nga Quốc gia thường xuyên tiến hành các cuộc oanh tạc tầm xa trên không và Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái Mặt khác, chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng gian khắp các chiến tuyến Phía Ukraine nói Nga cũng đã có hơn trăm lần dội pháo, không kích các địa phương. Trong khi đó, Nga tuyên bố hạ một loạt binh sĩ, phá hủy nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine. Theo hãng thông tấn Ukraineform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trước đó các lực lượng Nga đã 4 lần tấn công bằng tên lửa, 29 lần không kích và 49 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS và các vị trí tập kết quân và các khu định cư của Ukraine. Tổng cộng có khoảng 98 cuộc giao tranh diễn ra trên khắp các chiến tuyến ở Ukraine trong ngày qua hơn 120 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkov, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv bị pháo kích. Tại mặt trận Cyber và Slobozan phía đông Ukraine, các lực lượng Nga duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực biên giới, liên tục pháo kích nhằm ngăn Ukraine triển khai quân đến các khu vực trọng yếu. Nga cũng tăng mật độ bãi mìn dọc biên giới giữa Ukraine với tỉnh Belgorod của Nga. Tại tỉnh Donetsk, Ngày qua, quân Nga tiến đánh các chiến trường trọng điểm, gồm Liman, Bakhmut, Adipka và Marinka. Theo Topua, lực lượng vũ trang Nga sẽ sớm nhận được máy bay không người lái UAV cảm tử Zastrev do Cục Thiết kế Stratim phát triển. Được biết, UAV này có tính cơ động cao, tốc độ tấn công lên tới từ 300 đến 700 km h tầm hoạt động 350 km. Máy bay không người lái Zastrev, tương tự UAV Geran nổi tiếng, và hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm chuyến bay nguyên mẫu. Các chuyên gia của Stratim đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công của Zastrev vào nửa đầu năm 2024. Máy bay không người lái Zastrev có khả năng chống lại các hệ thống tác chiến điện tử và được trang bị hệ thống thị giác điện tử để tiếp cận mục tiêu một cách chính xác nhất. Zastrev cũng được lên kế hoạch sử dụng làm tên lửa hành trình giả, mục tiêu mồi nhử để đánh lạc hướng của hệ thống phòng không đối phương. Gần 2 năm sau khi xung đột nổ ra tại Ukraine, quân đội Nga đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết kể từ năm 1991. Trong bảng xếp hạng gần đây, US News và World Report liệt kê Nga là cường quốc quân sự số 1 thế giới trên cả Mỹ, với điểm số được tổng hợp trên ý kiến của công chúng đến từ 87 quốc gia. Những nhận định về sức mạnh quân sự của Nga chắc chắn ít nhất một phần dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, một yếu tố có tầm quan trọng không thể phủ nhận trên chiến trường. Theo đó, trong cuộc họp báo gần đây với các tướng lĩnh hàng đầu, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, Nga sẽ tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ cho đến năm 2024, nâng cấp khả năng liên lạc, trinh sát, chỉ định mục tiêu, phản pháo, hệ thống phòng không và vệ tinh, khả năng tác chiến bằng máy bay không người lái và sự sẵn sàng của bộ ba hạt nhân. Ước tính, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga vào năm 2024 sẽ lại phải tập trung và ưu tiên vũ khí tối tân cho tiền tuyến. Về phía Ukraine, trước đó hãng Terminal Autonomy. Có trụ sở ở Kiev cũng đã giới thiệu mẫu trước máy bay không người lái cảm tử AQ400 Sight của Ukraine. Những hình ảnh đầu tiên về chuyến bay thử nghiệm của AQ400 Sight được Terminal Autonomy công bố trên tài khoản mạng xã hội X, Twitter trước đây vào hôm 16 tháng 12. Theo các thông tin công khai, AQ400 Sight có sải cánh là 2,3m, có thể mang theo từ 32 đến 43kg thuốc nổ. Càng mang nhiều chất nổ thì tầm hoạt động và tốc độ sẽ càng bị hạn chế. Trong trường hợp mang lượng thuốc nổ tối thiểu là 32 kg, AQ-400 Sight có thể bay với tốc độ 144 km h và thời gian hoạt động lên tới 6,5 tiếng. Điểm nổi bật của AQ-400 Sight là giá khởi điểm khá rẻ, khoảng 15.000 đô la Mỹ và thân làm bằng gỗ ép, loại sử dụng để sản xuất nội thất, cho nên nó rất dễ dàng để chế tạo đại trà và không phải đòi hỏi công nhân tay nghề kỹ thuật cao. Đặc biệt, AQ-400 Sight đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tầm hoạt động khó tin là từ 750 đến 950 km, tùy theo lựa chọn về động cơ. Điều này có nghĩa là AQ-400 Sight mang đến cho Ukraine năng lực tấn công thường xuyên các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của Liên bang Nga. Tổng thống Israel Isaac Herzog đã nêu đề xuất chấm dứt xung đột tại giải Gaza với chìa khóa là việc bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Xê Út. Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út sẽ là chìa khóa để chấm dứt xung đột với lực lượng Hamas tại giải Gaza và là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho toàn bộ Trung Đông. Khi đề cập tới giải pháp hai nhà nước, cũng giống như Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Isaac Herzog tránh đề cập trực tiếp, song cho biết điều mà người Israel quan tâm vào thời điểm hiện nay là an ninh sau các cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10 năm 2023 bối cảnh khu vực là một trục cho sự phát triển và tiến bộ đó là một trục mang lại một chân trời tốt đẹp hơn cho tất cả các bên liên quan và rõ ràng lựa chọn của ả rập xê út là một phần trong đó vì toàn bộ quá trình bình thường hóa là chìa khóa cho khả năng thoát khỏi chiến tranh và hướng tới một chân trời mới tiến trình này vẫn còn mong manh và sẽ mất nhiều thời gian nhưng tôi nghĩ rằng đây thực sự là cơ hội để khu vực tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn tuyên bố đưa ra chỉ vài ngày sau khi ngoại trưởng ả rập xê út Faisal bin Fahan cho biết nước này đã đồng ý với cách tiếp cận về hòa bình cho khu vực bao gồm hòa bình cho Israel ông đồng thời cho biết ả rập xê út chắc chắn sẽ công nhận Israel là một phần của thỏa thuận chính trị lớn hơn tuy nhiên điều đó chỉ có thể đạt được thông qua hòa bình cho người palestine thông qua giải pháp hai nhà nước ông nói chúng ta cần phải ngừng bắn ngay lập tức chúng ta cần đặt nền móng cho một tiến trình đáng tin cậy cho phép chúng ta có một tiến trình hướng tới hòa bình trong khu vực. Điều này sẽ giải quyết nhiều thách thức, nhưng nếu tiếp tục như hiện tại, chúng ta sẽ tiếp tục phải chứng kiến những chu kỳ leo thang. Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi đánh bại Hamas và giải cứu các con tin đang bị giam giữ ở giải Gaza. Tuyên bố được đưa ra vào lúc lực lượng Israel tăng cường các chiến dịch trên khắp Gaza, trong đó quân đội Israel cho biết đã tiến đến cực nam của vùng lãnh thổ này đa số thành viên trong chính phủ của Thủ tướng Netanyahu phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine, trong khi chính phủ Mỹ duy trì quan điểm cho rằng giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để đem lại hòa bình lâu dài trong khu vực. Lập trường cũng được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc tới tại các cuộc thảo luận ở Davos. Theo nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ, con đường đi tới một nhà nước Palestine có thể giúp cải thiện an ninh của Israel và mối quan hệ giữa nước này với các nước khác trong khu vực ở nguồn từ một nghị quyết của Liên hợp quốc năm 1947, giải pháp hai nhà nước hướng tới một nhà nước Palestine và nhà nước Israel độc lập cùng chung sống hòa bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về vấn đề này đã bị đình trệ từ lâu do những tranh cãi về biên giới. Israel đang chịu áp lực quốc tế ngày một tăng nhằm chấm dứt xung đột trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ một cuộc xung đột lan rộng. Các mặt trận mới đã mở ra khi các nhóm vũ trang khu vực như Hezbollah ở Liban Hầu thi ở Yemen thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào Israel, hay mới đây nhất là những căng thẳng leo thang giữa Iran với Iraq và Pakistan. Trước đó, Ngoại trưởng Italia ông Antonio Tajani cho biết Gaza cần một chính phủ dân sự và tất cả các thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đang nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột. Phát biểu tại cuộc họp báo về các ưu tiên của nhiệm kỳ Chủ tịch G7 năm 2014 của Italia, Ngoại trưởng Tajani nói tôi sẽ nhắc lại với chính quyền Israel rằng Italia hướng tới một chính phủ dân sự ở Palestine, hướng tới giải pháp hai nhà nước. Hai dân tộc, hai quốc gia là giải pháp khả thi duy nhất mặc dù rất khó khăn. Ông Tajani cho biết mục tiêu của nhiệm kỳ chủ tịch G7 của Italia sẽ là sự gắn kết và ổn định quốc tế với ưu tiên là ổn định Trung Đông. Để đạt được mục tiêu đó, ông sẽ thực hiện sứ mệnh ngoại giao tới Israel, Liban và Palestine trong những ngày tới để mang đến thông điệp hòa bình và đối thoại. Trước đó, Mỹ đã đề xuất thành lập một chính quyền Palestine ở Gaza sau khi xung đột kết thúc, thống nhất chính quyền với Bờ Tây, đề xuất mà thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nhắc lại lời kêu gọi thúc đẩy giải pháp hai nhà nước trong tiến trình hòa bình Trung Đông.